Vâng, xin chào các bạn. Trên tay tôi là một chiếc smartphone. Tôi gọi nó là smartphone bởi vì dù đây là một chiếc chìa khóa của ô tô, nhưng nó có màn hình, nó có nút bật nguồn, và tôi có thể vuốt mở màn hình ra để có thể theo dõi tình trạng hoạt động của xe, có thể kiểm tra được mức xăng mà chúng ta sẽ đi được bao nhiêu xa nữa, và thậm chí tôi có thể kích hoạt quạt gió trước khi vào trong xe để cho mát hơn. Với điều kiện như ở Hà Nội, ở Việt Nam như chúng ta thì những cái tính năng đấy rất hay. Tất nhiên trên cái mẫu BMW 740 Li 2018 này, tôi cũng có thể sử dụng những các cái tính năng rất cơ bản. Ví dụ như là chúng tôi có thể hạ toàn bộ kính này bằng cách là giữ vào cái nút mở khóa đây trong một thời gian nhất định đó, giữ lâu hơn, mở tiếp cửa sổ trời, và ngược lại chúng ta có thể đóng. Những tính năng đấy rất cơ bản. Nhưng ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu những tính năng vô cùng hiện đại trên BMW 740 Li 2018 vừa mới về Việt Nam. Vâng, thưa bạn, chắc chắn với một chiếc chìa khóa thông minh như thế này thì cấu hình chi tiết của xe này cũng sẽ rất thông minh. Nhưng trước khi đến với những cái tính năng thông minh thì chúng ta hãy cùng điểm qua những cái nét thiết kế cơ bản trên cái 740 Li mới này. Và cũng xin tiết lộ với các bạn là 730, 740, 750 và thậm chí 760 có trị giá gần 16 tỷ cũng đã có mặt tại Việt Nam rồi. Nhưng trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 740 Li mà thôi, phiên bản Long Wheelbase. Và như các bạn đã thấy thì toàn bộ cái nét thiết kế tổng thể của xe ấy, nó vẫn theo cái form của năm 2015. Có lẽ chúng ta phải chờ một thời gian nữa để trước khi lên platform mới. Và cái điểm đầu tiên là những cái lưới tản nhiệt này. Từ ngữ chúng ta dịch sang cái hình quả thận. Thực ra tôi không thích từ này lắm, nhưng thôi chúng ta hãy tạm gọi như thế. Trên cái mẫu 3 series mà chúng tôi vừa giới thiệu mới đây thôi, thì cái lưới tản nhiệt này, cái đường mạ chrome nó là liền mạch luôn. Và tôi nghĩ rằng cái tính năng đó cũng sẽ xuất hiện trên 7 series trong thời gian sắp tới mà thôi. Và các bạn có thể thấy camera 360, logo BMW thì rất nổi tiếng rồi. Và chúng ta hãy tìm hiểu về đèn pha. Tôi đọc được chữ BMW Adaptive LED. Vâng, thưa các bạn, toàn bộ công nghệ đèn của trên BMW 740 Li này là đèn LED hết. Và Adaptive ở đây là khả năng thích ứng, và chiếc đèn này rất thông minh. Đèn này với công nghệ như thế này thì có thể chiếu xa tới 300m nha các bạn. Và nếu như là đèn laser thì cái khoảng chiếu sáng nó có thể tới khoảng 600m. Và đèn này có thể liếc như thế này khi chúng ta đánh lái vào cua. Và chúng ta cũng khi lên dốc thì nó sẽ cụp xuống như này. Còn khi mà xuống dốc nó lại cụp lên như thế này. Gọi là đèn thông minh. Và cái tính nhân văn của nó là khi gặp xe ngược chiều thì nó sẽ cắt bớt đi, tránh chói mắt. Những cái tính năng đấy thì đương nhiên là phải có trên những cái mẫu xe nó khoai loanh quanh khoảng 4-5 tỷ rồi. Về những cái thiết kế phần dưới thì cũng không có quá nhiều cái đặc biệt. Nhưng cái đặc biệt mà mình muốn nói tới là lưới tản nhiệt này. Lưới tản nhiệt này đang ở trong tình trạng đóng, và nó có thể mở ra khi mà đủ cái nhiệt độ hoạt động của động cơ tối ưu. Trên BMW 740 Li 2018 này thì sử dụng lốp 245 nhé. Và vành là 19 inch. Thực ra cái thiết kế vành này mình chưa thích lắm. Có lẽ trên các phiên bản khác thì sẽ đẹp hơn. Và khe hút gió này. Nhưng điều đặc biệt trên chiếc xe này, ngoài những cái tính năng thông minh mà mình đề cập đến, tất cả tính năng thông minh thì nó áp dụng cái tính kỹ thuật số digital vào mà thôi. Nhưng công nghệ về khung gầm mới là cái điều đáng nói. Và ngay bây giờ thì mình sẽ giới thiệu ở đây. Smart Key thì đương nhiên rồi. Các bạn có thể thấy carbon core, một miếng. Đây là một cái huy hiệu, một cái gọi là certificate, một cái giấy chứng nhận rằng là khung xe này đã được thêm những cái vật liệu bằng carbon, và nó hòa trộn với cả thép để làm giảm cái trọng lượng xe đi. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo được cái tính khí động học và cái độ đầm chắc khi mà chúng ta chạy ở tốc độ cao. Đương nhiên rồi, một mẫu xe rất đắt tiền, cửa hít, nhưng hít trên BMW 7 thì các bạn hãy xem, thực sự là đẳng cấp. Cùng là hít nhưng mà hít nhẹ, hít nặng, hít êm thì nó sẽ rất là khác nhau. Và đây tôi thậm chí tôi ghé tai vào thôi thì chỉ nghe tiếng tạch một cái, hoàn toàn là kín khít. Và tôi tin chắc rằng ngồi trong khoang xe này cũng sẽ rất tĩnh. Đương nhiên rồi, xe khoảng 4-5 tỷ mà không tĩnh nữa thì là điều không thể.
Thưa các bạn, đuôi xe của 740Li thì chắc là cũng không thể chê được bởi vì thiết kế quá đẹp, gen của BMW mà. Đèn hậu chữ L này và một viền mạ chrome này trông rất sáng và rất đẹp. Tuy nhiên cái xu hướng thiết kế mới bây giờ của nhiều dòng xe sang thì nó sẽ nối liền hai cái đèn này với nhau. Mà một cái thiết kế cũng rất đặc trưng đó, chúng ta cũng có thể vừa thấy trên cái xe VinFast mà vừa mới làm điên đảo với truyền thông trong thời gian vừa qua. Và việc mở cốp trên BMW thì cũng rất đơn giản thôi. Chúng ta xác định từ tâm xuống chìa khóa trong tay, đá, dứt khoát, mở. Vâng, thưa các bạn, đối với dòng 7 series thì trục cơ sở đã dài rồi. Tuy nhiên đây lại còn bản L nữa, bản trục cơ sở dài hơn nữa, long airway nữa. Thì so với cái bản tiêu chuẩn thì cái bản long airway này nó sẽ dài hơn khoảng 14mm. Và chính vì cái điều đó thì khi mà tôi là ông chủ thì tôi cũng sẽ không phải đo cái khoảng duỗi chân này nữa. Và mình chỉ hơi tiếc rằng là trên 740 này nó còn chưa được trang bị cái đệm, cái miếng đỡ chân ở dưới này thôi. Thực ra đấy chính là nghệ thuật bán hàng của các cái hãng xe. Thực ra đối với cái hãng xe thì với cái dòng như 730 chẳng hạn, với BMW, cụ thể là với BMW thì với 730 thì sẽ không có hai cái màn hình này, giảm bớt các cái trang bị đi và giá nó sẽ thấp hơn. Lên 740 chúng ta có hai màn hình, chúng ta có thêm các tính năng. Lên 750 chúng ta có thêm bệ đỡ chân cùng với cả rất nhiều tính năng khác. Và lên 760 thì có lẽ khi đó mới là full option. Tuy nhiên khái niệm full option thì nó cũng vô bờ bến lắm, chỉ có option như thế nào không. Và nếu như trên 760 ấy, thì sẽ có cả một cái cửa sổ trời Skyline nữa thì rất là đẹp, nó có thể thay đổi 6 màu tùy theo các cái tâm trạng của bạn. Bạn vui thì bạn chọn màu nổi, màu tươi sáng, còn bạn buồn thì bạn cho nó muốn tĩnh một chút để suy nghĩ thì bạn chọn màu trầm. Và trên 740Li này thì cửa sổ trời hơi nhỏ nhé, không phải là Skyline đâu. Tuy nhiên chúng ta hãy điểm qua xem da Dakota và gỗ rất là đẹp, ốp trên nắp cửa này, bọc cả thành cửa này, và hai màn hình này không khác gì những chiếc iPad cả. Để mà nói về sự tinh tế, đơn giản thì đấy là điều BMW luôn hướng tới. Và tôi tin rằng ở vị trí ghế lái ngồi này, khi xe di chuyển với BMW, bạn luôn có được một cái cảm giác thoải mái nhất. Bởi vì khi xe chúng ta di chuyển thì rất nhiều dao động, và với BMW họ kiểm soát những cái vấn đề đấy cực kỳ hay. Tôi đã chạy rất nhiều những dòng xe rồi nhưng luôn ấn tượng với BMW. Và thôi, bây giờ chúng ta hãy đến với những cái tính năng thông minh trên cái mẫu xe này. Tính năng cơ học đầu tiên thông minh mà tôi thấy chăm chút cho ông chủ đấy là luôn quan tâm đến tôi, một chiếc gương. Tôi có thể trang điểm, bôi son, chắt phấn thì trông nó đẹp hơn, gọi là make up ấy ạ, trước khi gặp khách hàng, đối tác. Và thưa các bạn, chiếc màn hình đây mới là điều tôi muốn nói đến. Và để bật nó ra đó, các bạn có thể thấy mềm mại không ạ? Đẩy bằng cơ mềm, cơ điện tử nhưng rất mềm. Và nếu như tôi không lấy nó ra, nó lập tức lại tự động hút xuống. Tôi sẽ lấy nó ra để các bạn xem. Vâng, rất đẹp. Nó như một cái Galaxy Note gì đó. Và bây giờ tôi sẽ xem chúng ta có thể điều chỉnh những gì với chiếc màn hình này. Và main menu đây, bạn có thể thấy này, tôi có thể điều chỉnh này, đèn nội thất, ambient light với các màu khác nhau. Khi tôi chỉnh thì các bạn có thể thấy đấy, thậm chí tôi có thể chỉnh màu, độ sáng tối, thì có thể tắt nó đi. Không khác gì việc chúng ta dùng một cái smartphone cả. Chúng ta có thể tăng cái độ bảo vệ của kính lái đối với tia cực tím. Chúng ta có thể tăng cái độ bảo vệ. Chúng ta có thể tăng cái khả năng bảo vệ đối với làn da của chúng ta khi mà sử dụng chế độ này. Khi mà sử dụng chế độ này thì thực chất nó chỉ là việc là đóng mở các cái rèm mà thôi. Đó, cửa sổ trời cũng đóng lại. Tôi có thể mở nó ra được không? Open O. Hơi đáng tiếc một chút là mẫu xe này chưa được PDI các cái rèm này cho nên kích hoạt chưa được nha các bạn. Còn khi mà chúng ta kích hoạt nó rồi thì sẽ dùng được mà thôi. Ghế ngồi đây là một cái điểm rất hay nhá. Tôi có thể đẩy cái ghế này lên này bằng cách kích vào đây. Ghế lái thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ không kiểm soát được.
tài xế mà đang lái chúng ta đạp họ thì chắc chắn là sẽ mất lái. Chúng ta có thể điều chỉnh các cái hàng ghế sau chẳng hạn. Và bây giờ tôi sẽ chọn đến hàng ghế của tôi. Tôi sẽ sử dụng chức năng đấm bóp và chức năng massage. Đó. Các bạn có thể thấy không? Tôi đếm luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chế độ massage. Đó. Massage sau lưng, massage cổ, massage khắp nơi. Các bạn muốn thêm chức năng massage gì đặc biệt không? Hãy để lại comment phía bên dưới thì để Hùng có thể chuyển tới BMW và tạo ra những chức năng massage sung sướng cho các bạn. Và BMW Vitality Program, cái chương trình này là khá là hay khi mà nó hướng dẫn chúng ta cách chăm sóc sức khỏe. Và khi đó thì chúng ta phải theo dõi trên cái màn hình này. Và thực ra cái màn hình này cũng hơi xin lỗi các bạn một chút là chưa được active, nên là xin hẹn các bạn trong một cái sử dụng cái tính năng này trong cái chương trình tiếp theo. Thậm chí tôi có thể sử dụng tính năng này để bật các cái đèn lên. Ví dụ khi bạn cần soi lô đề chẳng hạn, tôi nói vui thôi. Bạn theo dõi tình hình thị trường chứng khoán, ngồi trên xe theo dõi các con số nảy trên sàn chứng khoán bằng cách bật những cái đèn đấy lên. Và đó, tôi đã cất nó lại. Chưa hết, bạn có thể sử dụng những chai rượu vang và ướp lạnh nó bằng việc bỏ vào chiếc hộc lạnh này. Những lon bia thì khá đơn giản, nhưng những ly rượu vang hảo hạng thì chắc chắn rồi bạn sẽ phải ướp lạnh nó mới ngon được. Bệ tì tay thì thoải mái, ngồi đây các bạn có thể thấy này, êm. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng massage bằng cách kích vào nút ngay phía bên này mà thôi. Đấy, rất đơn giản, trên màn hình sẽ hiển thị cho các bạn 8 chế độ massage nha các bạn. Và ngay bây giờ mình sẽ ngủ bằng cách đóng rèm lại. Đấy, các bạn có thể này, close on, đóng luôn rèm sau. Đó. Và bạn sẽ vuốt chiếc đèn này lên, tắt. Nhưng mà bây giờ tôi đi ngủ, tôi sẽ bật đèn ngủ. Rèm đóng kín rồi, massage nhẹ nhẹ, nghe thưởng thức từ những giai điệu cực kỳ hay từ hệ thống âm thanh loa Harman Kardon 16 loa nha các bạn. Và chìm vào một giấc ngủ êm ái trên chính chiếc xe. Và tất nhiên đấy là tôi diễn mà thôi, nhưng mà thực sự chạy BMW rất êm. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn những cái chi tiết để các bạn đỡ buồn ngủ nhá. Thực ra những chi tiết rất là cơ bản thôi. Da gỗ thì vẫn đã giới thiệu rồi. Hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập, có sưởi ghế này, rồi thông hơi này, kết nối HDMI, vân 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 vân. Những cái tính năng thực ra là không thể thiếu trên những cái mẫu xe có giá từ 4 đến 5 tỷ. Vâng, thưa các bạn, bây giờ thì xin làm anh tài xế để giới thiệu xe nha các bạn. Nói chung là với những cái dòng như 7 series thì có lẽ chúng ta sẽ không phải nói về cái vị trí ngồi, tư thế ngồi nữa cả, mà chúng ta hãy tìm hiểu xem những cái tính năng nó thông minh như thế nào. Ví dụ như mình điều chỉnh ghế chẳng hạn. Đó, tay mình đang điều chỉnh ở dưới đây này, ở dưới đây nhá. Đấy, rất nhiều hướng thì lập tức là có thể thấy được cái việc tương tác giữa người và cái sự chuyển động của ghế nó như thế nào, tiến lên lùi xuống vân vân, điều chỉnh rất nhiều. Thực ra đếm về hướng về này có phải 50 hướng, tôi nói vui vậy thôi. Đấy, có thể điều chỉnh cái tấm đỡ chân này. Và nội thất thì rất đơn giản, rất BMW. Không phải quá nhiều màn hình touch gì cả, nhưng thực sự nó vẫn thể hiện một cái đẳng cấp rất riêng của BMW. Và như tôi đã nói rồi, BMW rất bảo thủ. Và ngay trên cái mẫu BMW Series 3 cũng vậy, cũng không phải nhiều màn hình quá to đâu, màn hình vừa phải. Cái núm này, ví dụ tôi lấy cái tính năng như cái núm này chẳng hạn, nó đang là nhôm thôi. Nhưng bây giờ tôi bọc kim cương nạm vàng vào thì đương nhiên nó sẽ có giá trị hơn rất là nhiều. Và kim cương càng quý thì nó càng đắt. Gỗ này cũng vậy. Đấy là sự khác biệt giữa các xe sang, họ luôn tìm những cái vật liệu đắt tiền để đắp vào. Nhưng về công nghệ của xe thì phải nói là đắt tiền nhất trên xe là những cái hệ thống khung gầm và những cái công nghệ về động cơ. Còn cái này tôi bóc ra tôi thay bằng
gỗ xưa rồi gỗ gì đó nó thật đắt tiền và gỗ độc nhất trên thế giới, thì tự nhiên cái xe nó thành đắt tiền nhất trên thế giới mà thôi. Đấy là nghệ thuật kiếm tiền của các hãng xe sang này các bạn. Và thưa các bạn, trên BMW 7 thì mình luôn có một cái anh trợ lý ảo. Trước khi giới thiệu anh trợ lý ảo thì mình sẽ bật cái tính năng massage ở tại ghế lái tài xế, nhưng vẫn được đấm bóp nha các bạn. Vẫn đấm bóp một chút. Và anh trợ lý ảo sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Anh trợ lý ảo đây chính là 6 thao tác thần kỳ, và chiếc tay thần kỳ của mình đã xuất hiện. Đó, các bạn có thể thấy không? Vô lăng tiếng. Và giảm. Giảm như thế này. Vâng, phải nói cực kỳ thông minh. Và tôi có thể điều chỉnh tới 6 thao tác. Cái vùng cảm biến nó nằm ở đây nha các bạn. Cái vùng cảm biến ở ngay đây. Và hai cái đèn nó sẽ xác định cái vị trí của chúng ta. Và đôi tay kỳ diệu của tôi có thể làm được điều gì với những cuộc gọi đến. Tôi có thể vẫy ngang như này để từ chối cuộc gọi. Rất thần kỳ đúng không ạ? Bàn tay ma thuật. Nhưng thực tế đã được trợ lý ảo của BMW hỗ trợ tôi. Mình có thể vừa lái xe. Và xin mời anh Duy gọi lại đi ạ. Và nhận cuộc gọi như thế này. Đó. Các bạn nên nhớ rằng là nó có một cái vùng cảm biến ở đây. Những cái thao tác này mình đều phải tập. Và động tác thần kỳ, kỳ diệu thứ ba chính là sử dụng cái hệ thống camera 360. Mình sẽ bấm vào đây. Đó. Cho hiển thị lên. Và chúng ta có thể cũng sử dụng cái tính năng này. Xoay. Và đó là 6 cái thao tác kỳ diệu do người trợ lý ảo của Hùng vừa giúp Hùng. Thứ nhất là tăng giảm volume này. Có thể là từ chối hoặc nhận cuộc gọi này. Và có thể điều chỉnh cái camera 360. Và tương lai cái công nghệ này nó sẽ còn được cải tiến, nhận được nhiều cái thao tác hơn nữa. Và biết đâu nó thành một trợ lý ảo 4.0 cực kỳ thông minh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với những cái chi tiết cơ bản trên xe, như hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập này. Start Stop Engine có chức năng ngừng khi dừng đèn đỏ này, vân vân. Đấy. Những cái tính năng rất là cơ bản. Nhưng mà điều mà mình muốn nói rằng đây là một chiếc xe nhiều tỷ đồng, thì những cái thiết kế này nó rất là đẹp. Đây, những cái bàn màn hình này, ngay cả hàng điều khiển này, ngay cả cái cách chuyển số, thông số vân vân. Gỗ cơ mềm hết, rất đẹp. Khe cắm USB. Và chiếc cần số của BMW thì Hùng thường gọi đấy là một tác phẩm điêu khắc. Nó được thiết kế theo cái kiểu nhân chắc học, dựa trên cái lòng bàn tay khi chúng ta nắm như thế này. Rất đẹp. iDrive thì là iDrive 5 rồi. Nó cũng như Core i1, i2, i4, i5, i10, i15 thôi. Core càng cao thì xử lý, tốc độ xử lý càng nhanh. Bạn có thể sử dụng tính năng đấy bằng cái nút xoay, thậm chí có thể chạm chạm như thế này. Và bây giờ những công nghệ xoay sờ chạm nó cũng quá phổ biến rồi, không có gì là mới mẻ cả. Và quan trọng là cái tốc độ và cái chất lượng nó mang lại. Tại sao chiếc iPhone nó lại đắt? Bởi vì cái tốc độ xử lý cũng như cái sờ và chạm nó rất là sướng. Còn xe thì có trang bị các chế độ lái như Eco, Comfort. Và những chế độ lái này thực sự nó là cả một cái khác biệt rất lớn. Khi mà mình chọn chế độ Sport chẳng hạn. Đó. Khi chọn chế độ Sport nha các bạn, tất cả nó đều là màu đỏ. Ngay cả trên bảng màn hình trung tâm này cũng vậy. Mốt thì chúng ta có thể chọn được ngay đây ạ. Adaptive nha. Sport này. Đó, trong Sport này chúng ta lại có thể chọn rất nhiều chế độ. Ví dụ tôi chọn Standard chẳng hạn. Đó. Thậm chí cá nhân hóa nó và có thể config nó. Đó, có thể điều chỉnh hệ thống giảm xóc nó như thế nào này. Có thể điều chỉnh lái này. Vâng. Chế độ động cơ này, chế độ hoạt động động cơ này, hộp số này. Và chúng ta có thể reset lại những cái tính năng này thì không. Về cách sử dụng thì nó tương đối giống việc chúng ta sử dụng các cái hệ thống như Windows hay là hệ thống của máy móc và những cái thiết bị kỹ thuật số. Thậm chí chúng ta có thể hiển thị trên màn hình này, biết mã lực bao nhiêu, moment xoắn bao nhiêu. Ngay cả chế độ Comfort cũng vậy. Standard, Standard Plus, thậm chí Standard. Wow. Quá nhiều, rất nhiều thứ. Đó. Đấy, các bạn có thể thấy.
Vâng, riêng về tìm hiểu về sử dụng tất cả những cái này có lẽ chúng ta sẽ cũng phải mất rất nhiều thời gian để làm quen với nó. Quá nhiều tính năng trên một chiếc xe, phải nói thực sự bây giờ cái tính năng cá nhân hóa và cái khả năng tối ưu của xe, tức là rất rất nhiều xe trong một chiếc xe. Đấy là đẳng cấp của BMW, đỏ rực nhá, vòng tua vân vân. Mỗi thứ là một màu đặc trưng, camera 360. Xe này có thể nâng hạ gầm khoảng 2 cm nha các bạn. Chúng ta có thể nâng gạ ngay đây. Thực ra những cái tính năng này cũng không có gì quá nhiều đặc biệt. Quan trọng là xe bao nhiêu tiền sẽ được trang bị thôi. Và auto hold hỗ trợ chúng ta giữ phanh khi mà lên dốc gì đó. Và thưa các bạn, khi mà nhắc tới cái tính năng head up display, tức là hiển thị các thông tin trên kính lái như tốc độ vân vân ấy, thì trên BMW 740 LI cũng là cả một cái sự khác biệt. Các bạn có thể truy cập vào này đấy, để hiển thị để xem các cái thông số như là tốc độ này, màn hình navigation dẫn đường này, giới hạn tốc độ này. Tuy nhiên chúng ta có thể tùy chỉnh được nó bằng cách là điều chỉnh các cái khung hiển thị như lên xuống, cao thấp. Cái này rất hay nha các bạn, bởi vì là tùy theo cái độ cao của mỗi người chúng ta có thể tùy chỉnh, thậm chí chúng ta có thể điều chỉnh cái sự thăng bằng của nó, rotation. Chúng ta có thể điều chỉnh cái độ sáng tối. Và đặc biệt BMW cũng trang bị sẵn cái tính năng chúng ta có thể giảm bớt các cái thông số hiển thị. Ví dụ khi chúng ta chạy trên đường dài, chúng ta chỉ quan tâm tới cái thông số tốc độ thôi chẳng hạn, thì lược bỏ bớt các thông tin khác đi để tập trung hơn. Và chúng ta cũng có thể in video, tức là cá nhân hóa nó rất tốt, cá nhân hóa tùy chỉnh những cái thông số mình cần. Và đấy là đẳng cấp của một chiếc xe sang. Đối thủ của BMW 740 LI là nhân vật nào? Và không ai khác chính là Mercedes S450. S450 thì có hai bản. Bản thứ nhất là bản L là có giá là khoảng 4 tỷ 199, khoảng 4 tỷ 2. Còn bản thứ hai là Luxury có giá là 4 tỷ 759 triệu. Và giá của BMW 740 LI có giá 4 tỷ 949 triệu. Còn các bạn, ý kiến các bạn như thế nào đối với hai cái sản phẩm có thể nói là cực kỳ ngang sức ngang tài này tại thị trường Việt Nam? Các bạn hãy comment bên dưới clip nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.